Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình để đọc những cái Lucky Block 7 màu ha. Hôm qua thì mình đã có rất là nhiều những cái khoáng sản 7 màu nè, cũng như là kim cương. Và bộ giáp của mình hiện tại thì nó còn cái phần quần là quần kim cương nè. Mình muốn nâng nó lên hẳn quần bằng pha lê 7 màu luôn đi. Đó, mình sẽ lấy ra 8 viên pha lê ha. Rồi làm ra cái quần. Như vậy thì mình sẽ có thêm một cái hiệu ứng gì đây nha. Mặc vô thử. Để mình coi nào. Hình như là cái quần nó không cho thêm hiệu ứng hả? Đúng không? Để mình test thử coi. Bây giờ mình sẽ đợi cho nó hết những cái hiệu ứng cơ bản trước ha. Mình sẽ mặc luôn cái quần vô trước nè. Rồi, mặc vô. À, cái quần nó cho mình kháng cự. Thì ổn thì cho mình chạy nhanh ha. Ok. Ra là vậy. Rồi giờ thì còn thiếu cái áo, để mình làm luôn cái áo thử đi. Coi cái áo này sẽ cho mình cái gì ha. Đây, làm luôn cái áo. Rồi, mặc vô thử luôn. Full set đỏ. Ui, mặc cái áo vô thì nó sẽ cho mình trái tim nè. Ý, được gì ta. Vậy mình mặc full set đồ này luôn đi. Hợp lý thiệt sự á. Nhưng mà có một chuyện hơi buồn một xíu là hồi nãy lúc mình dọn đồ á, tay mình nhanh hơn não, mình vứt hết đồ ăn. Bây giờ cạp dưa hấu đỡ đi ha. Rồi, ăn miếng dưa hấu cho nó đầy ống thức ăn rồi mình mới hồi đầy những trái tim mà được cộng thêm mới được. Coi nó có hồi không nha. Đấy, bắt đầu hồi rồi kìa. Xịn chưa. Và mình sẽ làm luôn một cái hộp quẹt để mình đi qua cái thế giới địa ngục thôi. Đây, mình sẽ làm một cái hộp quẹt ngay ở đây luôn ha. Rồi, kích hoạt cánh cổng địa ngục lên thôi. Đi thôi nào. Mình sẽ xây cho nó cao lên một xíu. Rồi đó. Vừa đẹp rồi đó, kích hoạt lên thử. Kích hoạt. Ấy, đó. Đã nha. Nhưng mà mình coi nào. Mình có một cái xô à. Mình có nên làm thêm xô không ta? Thôi, khỏi đi. Mình cái xô này ví dụ mà mình xui gũi á, mình có bị nhung nham nó nhiễu chúng người thì mình sẽ dùng cái xô này để mình thu hồi cái nhung nham đó lại ha. Quyết định vậy đi. Còn bây giờ thì cùng mình qua địa ngục coi thử nào. Hồi hộp quá. Đây. Đây chính là địa ngục nè. Nhìn hơi bị ghê luôn á. Con gát nữa kìa, ơi đừng nha gát. Mình núp con gát trước. Nó mà giận lên nó bắn mình một phát là thôi đi luôn á. Đá phát sáng. Mấy cái đồ lặt quạt nè. Giữ luôn. Bây giờ đi qua đâu giờ trước giờ các bạn? Mình nghĩ là mình nên vô pháo đài địa ngục trước. Ok, đi theo chân mình. Bài qua đây. Rồi luôn, lên pháo đài địa ngục luôn. Dị cho nhanh. Sao không? Tham chiến nào. Mình nghe tiếng con quỷ lửa. Kìa, nó bên đây nè. Còn có mấy anh Bích Liên. Ui, Bích Liên cầm cái nỏ 7 màu luôn hả? Ghê hả? Bích Liên nè. Vô đây. Một mình chấp hết luôn. Ồ, mình lấy cung mình bắn. Bích Liên nè. Nguy hiểm vậy. Không biết chỗ mấy anh Bích Liên này có đồ không ta? Không giấu đồ, trong này mấy thanh niên nó không có giấu đồ ha. Mình làm thêm. Ủa gì mình pha một chút cái que quy lửa đi. Để có gì mình chế cái dạng pha thuốc. Rồi mình sẽ làm thuốc để mình đánh nhau với con rồng Ender ha. Hợp lý á. Rồi và cạnh đây nó còn có một cái. Ui khoan. Định làm gì hả? Mấy con đó nó hung dữ lắm á. Bây giờ mình sẽ tới chương trình thử thách bắt cua nè. Nhảy mà gớt xuống dưới cười chất xỉu luôn á. Ê, bắt cua. Ok, an toàn. Sao nhiều gát quá à? Nhìn gát sợ ghê. À, cái này là vàng á. Oh no. Thôi kệ đi, mình lấy vàng cũng được. Có gì mình làm táo vàng mình ăn. Ê, phía trong này thỉnh thoảng nó có những khối vàng luôn. À,
Thì ra ở ngoài nó phủ bằng những cái quặng 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 vàng bình thường á, còn bên trong là khói vàng luôn. Chơi mà chơi giấu, tịch thu tịch thu. Rồi đủ rồi, quá đủ rồi, giờ thì đi lên xíu, đào đường đi lên. Mình sẽ lấy những cái block 7 màu này để làm vật liệu xây dựng qua những cái đảo khác á. Kế bên mình là cái đảo giống như là cái Basin nè. Được á, cái Basin phiên bản thu nhỏ á. Rồi đâu rồi? Đây, mấy block 7 màu đây. Đi qua đó coi thử. Qua đây mình cứ bị gắt tôi, bình tĩnh nào. Còn gắt cũng kiếp. Nó chơi mà nó hù mình. Sợ muốn xỉu luôn. Rồi, xong phin. Ô. Qua đảo cái bên, qua đảo cái bên luôn. Xử lý cồng kềnh thiệt sự không hiểu luôn á. Ấy mà khoan 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 khoan, giờ mình mới đi. Ôi, bên đây có cái anh gì nè. Ê, từ từ. Rainbow Lucky Block Trader. À, anh này mình có thể mua Lucky Block bằng những cái đá củi. Trời ơi, phát hiện mới. Được nha, vậy là sắp tới mình có thể farm đá nè để mình đổi Lucky Block mình đập á. Quá là đã luôn. Ở đây là một cái làng gì nè. À, không có bác dân làng nào ở đây hết. Lạ ha, dân làng mà không có, ủa ngôi làng mà không có dân làng ở. À, trong đây hình như bác này dời qua đây sống chung như hàng xóm rồi. Vậy chắc cái nhà này không ai ở, mình vô mình ở luôn đi, nhà đẹp quá trời rồi. Rồi. Giờ thì tập trung chuyên môn nè, trở lại cái địa ngục thôi, mình phải phục thù mới được. Và nãy ba cua đi vào lòng đất quá. Mình sẽ lấy thêm những cái block để mình đi cho nó dễ ha. Thì cái tình á. Rồi, ấy. Ui, ui. Chuyện xui rủi mình không có muốn đâu. Xin lỗi anh người sát nha. Chuyện đó mình không lường trước được. Rồi, cái bay sành đâu rồi? À, cái bay sành bên này. Bay quá. Lần này thì hết sợ rớt rồi. Lấy bay lên nóc luôn. Mình sẽ đi khám phá từ trên nóc xuống nha. Coi coi kìa, có cái đường đây nè. Phát hiện. Úi trời ơi, nó dậu nha. Quá trời đồ luôn. Kem dung nham các thứ nè. Vàng, hắc diêm thạch lụm. Quá trời quá đất rồi. Mấy tên này nó giàu. Tập trung hết luôn. Ồ, có cà rốt vàng ăn nữa nè. Đã ha. Vậy là được tầng giữa rồi. Không biết tầng dưới nó có gương không nữa. Ê, con xương đừng manh động, con xương đừng manh động nha. Này thì đúng là ha, hại người hại ta mà. Nó định bắn mình xong rồi nó gớt xuống dưới luôn rồi. Vừa lòng mình lắm. Rồi dưới này có rương. Ui, dưới này có dấu vàng. Dấu vàng nè. Lụm hết luôn. Đây là tầng hình như thấp nhất nè. Nó vẫn tiếp tục là giấu những cái khói vàng ha. Mấy tên này cứ ưa giấu giếm đồ nha. Đồ xịn thì ta trưng bày, ta khoe luôn đi. Người ta thấy người ta ta giữ giùm. Gì đâu mà giấu giấu, người ta cũng giữ giùm à. Rồi. Bên đây cũng có rương nữa nè. Sao không có mấy cái foil này được ra nhờ? Buồn thiệt á. Phải có mấy cái foil này được ra thì hay ha. Để mình nâng cấp thành đồ này được ra các kiểu. Con gái tới tấn công mình. Con gái hung hăng. Ây da, ây da, ây da. Ui 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 ui. Nông 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 nông. Ui da. Mèn đét ơi. Sợ quá nhảy vô hồ nhung nham luôn ạ. Tại con gái này không á. Tại nó hù mình. Chả thông quay. Chơi chơi mà hù. Rồi, như vậy thì hình như bên đây là hết rồi đó.
Bên đây hết luôn rồi. Ở đâu nữa vậy? Đâu nữa? Ui. Bình tĩnh lại nào mấy cưng. Thích bắn không? Thích bắn không? Rồi, ok, như vậy thì cái base bên này nó hết rồi ha. Ê, gì nhiều vậy? Mình sẽ bay qua bên kia đi. Bên kia mình thấy nó còn rương cả. Đi bay qua thôi. Đáp xuống. Nó có vàng rồi kìa. Khám phá từ từ dưới lên đi. Khám phá từ dưới lên ha. Lấy vàng trước. Có những cái con kem dung nham nè, mình phải cẩn thận với bọn chúng mới được. Tại vì nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà nó đánh cũng rất là đau á. Xong. Vẫn không có phôi đi ta, những cái netherite á. Mình đã kiếm mấy cái đó mà không có rồi. Buồn một chút. Này có rương tiếp. Vẫn không có nè. Chắc là trong đây không có rồi. Ờ mà cần gì nhờ? Mình có đồ 7 màu còn xịn hơn nữa mà. Quên á. Ừ không cần cũng được. Kệ, không sao, không thèm. Tưởng thế nào, không thèm đâu. Rồi trên cao nhất thì cũng không có đồ ha. Như vậy thì mình đã khám phá được một hướng rồi đó. Hướng những cái basin rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi tiếp những cái hòn đảo kế bên nè. Chẳng hạn như là hòn đảo Cát Linh Hồn nè. Nó có bộ xương, không biết ở dưới này nó có dấu gì không nữa. Ồ, có vẻ là không dấu gì rồi. Ê, Enderman. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Mình cần farm Enderman để lấy ngọc Ender. Để lắp vào cánh cổng kết thúc trong tương lai. Chưa, mình sẽ đứng ở đầu để quýnh ảnh cho dễ ta. Ok. Mình đứng ở đâu để cho mình quýnh ảnh dễ chút nha. Mình sẽ xây một cái chỗ này đi. Rồi, nhìn vô mặt ảnh. Đấy. Rồi luôn, anh không gơi ra ngọc Ender luôn. Tính cho đã có cuộc anh không gơi ra ngọc Ender à. Mẹn đếc ơi. À, trong đây là đá phát sáng á. Ok. Lucky block này là đá phát sáng rồi. Mình sẽ vô cái cục này. Cục này gần cái chỗ spawn của mình ở bên địa ngục luôn nè. Ê, đây rồi. Lucky block 7 màu. Kiếm thêm. Trời ơi, buồn nôn luôn. Oh no. Cái này thì không muốn kiếm thêm đâu. Đừng có buồn nôn nữa. Ui dồi ôi, nó xây xả mặt mày luôn á. Ê, cái đồ gì cả? À, một cây cuốc. Cái gì vậy? Mình đứng ở trên đi cho dễ biết. Trời, nó ra cái đống bông luôn. Mèn đấy ơi. Mình lượm bông mình đi vứt bớt. Ui, giật mình. Hú hồn chim én. Vứt bớt mấy cái bông này đi. Rồi xong ha, tiếp tục. Redstone. Hát kiểm thạch. Gì nữa? Ui, nhung nham luôn. Ô là trời. Gì vậy? Ê, lọ thuốc. À, lọ thuốc này để dành mai mốt mình quýnh nhau với rồng mình uống á. Hợp lý. Gì mạng nhện đâu đây nữa. Quẳng. Ngon lành cành me. Cúp nữa nè. Trời ơi, quá trời mấy block này luôn. Đồ vũ khí các thứ ha. Giờ mình full vũ khí. Ê, táo. Táo bay màu thì tốt nè. Lụm táo bay màu trước đi. Ê, có gỗ nữa hả? Ê, được. Gỗ thì mình lụm luôn. Một stack gỗ là rất là quý á. Lụm. Tiếp tục coi nó cho mình những gì đây. Mình đập hết chỗ này cũng hơi mệt á. Tại nó khá là nhiều luôn. Ê. À, nó nhốt mình vô cái chỗ mà lồng kính á. Nhưng mà nó đâu biết được mình có cái xô. Ui giời ơi, đâu có dễ mà chê. Rồi xong phân. Ờ mà vô lý nha, ở dưới địa ngục mà nó có nước. Ảo thật đấy. Quặng 7 màu nè. Vũ khí 7 màu. Bờ lấp thủy tinh 7 màu. Người tuyết nữa. Rồi anh đi luôn rồi. Ê, bật tổ trường sinh. Được. Cơ hội có thêm một màn. Bật tổ trường sinh đâu? Nhiều thứ. À đây rồi. Tao bá. Anh cảm ơn tôi đi. Tôi mới cứu anh đó. Anh cảm ơn tôi đi.
Ông cảm ơn hả? Bơm 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 bơm. Hú hồn. Ồ, có cái quần. Quần mới, quần mới. Mà thôi đi, cũng như quần mình à. Khối ngọc lục bảo luôn nè. Đã luôn. Nhưng mà mình phải vứt một cái gì đó. À, chắc mình cất bớt đồ vô cái rương sugar của mình ha. Đây, cất bớt đồ vô đây. Chủ yếu là cắt khoáng sản các thứ thôi. Quá là nhiều luôn á. Làm gì? Ui ui ui, hình như mình nhặt hơi nhiều thứ linh tinh thì phải. Hình như mình nhặt vô cái đống mấy thứ lạc vặt nãy mới vứt luôn. Ờ mà quên lượm lại cái rương sugar đó. Ui đừng có tấn công vô đây nghe. Cụ bảy màu nữa nè. Ê đinh ba. Mình chưa có đinh ba. Rồi luôn, có đinh ba luôn nè. Mà cái này không phải là đinh ba bảy màu ha. Tiếc cái ngờ phải có đinh ba bảy màu thì hay biết mấy. Không có. Khối kim cương luôn nè. Quá đã. Bỏ túi liền, có kim cương là bỏ túi liền. Tiếp tục, tiếp tục. Tính ra qua đây mình đập nó cũng khá là hên đó chứ. Nãy giờ có mấy cái xui hả, có thêm rìu nữa nè. Đây là cây rìu bảy màu đầu tiên của mình á. Lầm luôn. Quá tốt, quá tốt. Ủa, mình như mình vứt nhầm rồi. Ở đây mình còn cây, không sao, không sao. Đá củi. Ồ, được, 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 được. Đá củi là mình mang về mình đổi được á. Đỡ mình làm mấy phẩm đá. Len. Thuốc bảy màu cái thứ đó nè. Quá trời mấy thứ linh tinh luôn á. Nữa rồi, buồn nôn nữa rồi. Oh no. Đừng làm thế chứ. Thôi thôi đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Thử dân mai đến đây là đủ rồi. Hồi chút. Ê, thấy chưa, thấy chưa. Buồn nôn phát là xây xả mặt mày, suýt nữa là đi xuống dưới ở luôn rồi. Hơi là mình còn nhận thức kịp. À, bây giờ còn chỗ nào mình chưa khám phá không ta? Để mình phóng tên lửa mình bay vòng vòng mình coi coi. Hình như pháo đài địa ngục mình đã khám phá xong luôn rồi. Ờ, như vậy thì mình đã khám phá xong ở bên địa ngục rồi. Ok. Giờ thì chắc mình đi về thôi. Đi về dọn dẹp đồ lại cái đã. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục tìm cái chỗ stronghold ha. Mình vẫn chưa tìm được cái stronghold ở trong những cái hòn đảo xung quanh đây nè. Rồi, giờ thì lên đường để đi tìm cái stronghold nè. Dùng băng này hình như hôm qua mình mới bay ngang thôi chứ mình chưa đáp vô thì phải. Ở đây có lạc đà các thứ nè. Ồ, nhưng mà lạc đà bị lọt xuống nước mất tiêu rồi. Để mình giải cứu lạc đà. Đó, lên đi. Tội nghiệp hai ẻm không? Bị lọt xuống nước mà nãy từ hôm bữa tới giờ mới lên được á. Ủa mà ở đây hình như không có cái đảo có gấu panda hả ta? Hình như không có đảo có gấu panda rồi. Buồn thật chứ. Ồ, cái này giống như là cái thủy cung mini nè. Vậy mà người ta cũng xây được á. Ảo thật đấy. Rồi. Bên đây là đảo chứa mấy cục san hô. Ủa vậy rồi. Vậy rồi đảo nào chứa cái stronghold trời. Phải có cái đảo chứa cái stronghold thì mình mới đánh rồng được chứ. Ây ui ui. Lượng kiểm tra nè. Không phải. Ủa. Con ong. Ủa ong ở đâu vậy? Hai con ong luôn. Ui hình như trong đây là tổ ong. Nè có mấy cái. Oh no. Mình lộn vô tổ ong rồi. Từ 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 từ. Đừng chích nha, đừng chích nha. Tự nhiên lọt vô cái tổ ong luôn. Lượm ong về. Sao mình thấy tự nhiên có. Có mấy con ong nó xuất hiện. Hên. Vẫn may là mình không sao ha. Rồi giờ thì mình sẽ đi lên thôi. Né ra mấy con ong này. Nó cản đường mình quá. Rồi mình lên đường này vậy. Mình lại không có bị ong quýnh á. Không là mấy con ong này với lại quýnh mình sắp mặt luôn á. Bây giờ khó ở chỗ là mình phải tìm cái
cái nơi đặt cánh cổng kết thúc trong những cái đảo này nè. Ủa đảo nào chứa ta? Ê! Ê! Thấy rồi nha. Thấy rồi nha. Thấy rồi nha. Ở đây thì ra là nó giấu ở đây. Bây giờ mình sẽ đào một đường đi xuống dưới trước đó. Mình có xẻng nè, mình đào dưới. Đây rồi, đây rồi. Ồ, còn có những con cá bạc nó xuất hiện nữa nè. Mình sẽ tiêu diệt nó. Ô ô ô ô ô. Ao. Xuống nước rồi, không đem xuống nước luôn. Ui da. Thiệt cái tình á. Đập cái lồng spawn này trước đi. Suýt nữa thì đi đai rồi. Ở trong đây nó còn có ngọc Ender, bình kinh nghiệm, sách bảo vệ các thứ nè. Ok. Rồi giờ thì chắc mình đã tìm được cái stronghold rồi. Mình cần phải làm ra những cái đó gọi là mắt của Ender ha. Kết hợp từ que quy lửa với ở gì bột quy lửa với ngọc Ender á. Coi coi mình có đủ không nữa. Ui vậy là thiếu tùm lum luôn rồi. Mình có hai cái que hà. Sao mà đủ. Hai que thì làm được có 4 con mắt chứ nhiêu. Rồi có nhiêu làm nhiêu trước đi. Rồi đấy. Tính ra nó cũng kế bên cái chỗ mình sinh sống luôn á. Ui trời 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 trời. Nữa 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 nữa. Sao cứ ngớt xuống đây hoài à. Mình coi coi 1, 2, 3, 4. Ê, vừa đủ luôn. 1, 2, 3, 4. À, wait a minute. À, đây kìa, đằng kia còn một cục nữa kìa. Vậy là mình còn thiếu một con mắt nữa. Vậy là bắt buộc phải trở lại địa ngục rồi. U là trời. Thôi, chịu khó đi. Trở lại địa ngục mình lấy thêm một cái... que nữa ha. Là về làm được rồi. Tìm mấy con quy lửa trước. Quy lửa chắc ở bên này nè. Đó, chính xác, chính xác. Vô. Quá nhanh rút gọn. Thích bắn không? Thích bắn không? Sao phim đủ chi tiêu rồi, vậy thôi. Rất là nhanh gọn lẹ luôn ha. Về và làm nốt cái mắt còn lại thôi. Không biết ở bên kết thúc nó sẽ như thế nào đây. Rất là tò mò luôn. Ra bột trước nè. Là mắt của Ender. Xong phim những thứ lặt vặt thì mình sẽ cất ở nhà luôn ha. Thuốc. Thuốc bảy màu thì mình sẽ giữ lại một xíu. Mình đánh rồng mình nóc vô. Kinh nghiệm không cần. Rồi ok. Đó là toàn bộ những thứ mà mình cần phải mang theo đó. Giờ thì đáp vô nào. Chuyến đi này chắc sẽ lành ít dữ nhiều đây. Hồi hộp quá. Các bạn cổ vũ mình nghe. Mình chuẩn bị trận chiến với con rồng Ender rồi đó. Ừ mà khoan, để mình có cái xô chưa ta? Hay là mình chấp con rồng luôn nhờ? Được, mình chấp nó luôn. Chơi là không cần xô luôn. Rồi, thấy bên kết thúc chưa? Hơi bị nguy hiểm. Đây là bên thế giới kết thúc nè. Bây giờ mục tiêu của mình là mình phải phá hết những cái pha lèn trước đó. Mình đáp vô chính giữa. Sau đó mình sẽ lần lượt phá những cái pha lèn ha. Một cái. Hai cái. Còn cái nào nữa? Ba cái. Bốn cái. Cái này thì được bảo vệ rồi. Sao nó cứ cắn mình cái rồi nó bay nhờ. Khốn kiếp thiệt. Không biết là đứng cái bên nổ nó có ánh sáng không nữa. Hy vọng chúa phù em. Chúa phù hộ em. Hình như xong chưa? Vẫn còn nha. Ủa cái này xong luôn hả? Ê như vậy thì mình đã phá hết những cái cái cột hồi máu của rồng rồi. Bây giờ thì mình có thể tấn công được rồng rồi đó. Rồng nè. Sức mạnh của cung bảy màu nè. Đón nhận đi. Nó tấn công hơi thở. Tấn công thì né thôi. Có đâu mà căng. Nhiều Enderman nó tức giận quá. Tiếp tục tấn công nào. Ui nó không đáp xuống á, nó khôn ghê á.
không đáp xuống thì mình bắn nó thôi. Nó đang chuyển sang chế độ bay với tốc độ 500 cây chuối trên giờ kìa. Đúng nhanh luôn. Đúng nhanh ạ. Nhưng mà không nhanh bằng mũi tên đâu. Chặt nó, chặt nó. Chặt được hai chặt nè. Đợi đấy. Ui mình chân ngắn quá, nhảy lên không tới. Không sao. Bắn vô cái mỏ đó. Đấy. Chỉ với một cây cung thôi là mình có thể đánh bại được rồng mà. Chặt đầu rồng á. Xử lý rồng đâu. Yes. Đây là trận chiến với rồng mà mình cảm giác là sức mạnh từ vũ khí cũng như giáp bảy màu mang lại ha, rất là tốt ha. Mình có thể dễ dàng đánh bại rồng Ender bằng cái sức mạnh này luôn á. Rồi mình sẽ hút hết kinh nghiệm mang về. 53 level luôn rồi kìa. Giờ mình sẽ nhấp vô cái trứng này. Đó, nó sẽ gớt cái bẹp xuống ha. Giờ thì mình có thể lấy được cái trứng rồi. Nhưng mà trước khi lấy thì mình cần phải lượm cây đuốc ở đây cái đó. Mình đi mình không có mang theo đuốc. Rồi. Giờ thì cho vô đây. Và lấy cái trứng thôi. Xịn xịn nha. Và ở qua bên đây thì chắc nhiều bạn sẽ rất là muốn mình khám phá cái con thuyền trước đúng không? Ok luôn. Nhìn sơ là biết rồi, mình cũng muốn khám phá con thuyền này lắm. Nhưng mà khoan. Con thuyền này là con thuyền pha ke rồi. Cái đầu rồng đâu? Trời ơi, xây cái thuyền này xây cho giống luôn đi trời. Xây mà giấu cái đầu rồng của người ta rồi. Buồn thiệt. Trên đây thì có táo. Cái quả điệp khúc ha. Rương Ender nữa nè. Ok, lượm luôn, lượm hết. Ông có đầu rồng thì mấy cái gì lượm được. Ơ, cánh cứng. What? Ồ, trong đây cánh cứng mà nó đặt ở ngoài cái rương riêng luôn. Cái nón có lời nguyền không đổi đâu. Giáp kim cương với vàng ha. Ok. Cũng tương đối tốt đó. Rồi thử vô cái thành phố kết thúc ha. Coi thành phố kết thúc này nó có xịn sò con bò hay không nha. Ủa cái thành phố gì kỳ vậy. Cái thành phố đúng kỳ luôn á. À không, nhưng mà có rương cũng được. Giảm sát thương kia rồi. Thôi lượm về sưu tầm đi ha. Chứ tầm này mình dùng đồ bảy màu nó vẫn tốt hơn á. Qua đây. Bên đây thì có cung. Không có gì đặc biệt hết. Ngoài ra những tầng khác thì sao? Đi lên thử. Ơ, trên đây là hết hả? À đây là tầng cao nhất vẫn có rương nè. Nhưng mà đồ của nó thì tương đối là bèo luôn. Không như mình mong đợi ha. Ok, đi khám phá cho biết thôi. Rồi mình sẽ vứt mấy thứ lặt vặt ra. Ngoài ra thì ở đây nó còn có những cái khối lúc kịp lóc khổng lồ nè, để mình vô mình coi coi. Ê mà khoan. Sao tự nhiên ở đây nó lại có hắc diệm thạch lót ở phía trên? Chẳng lẽ ở dưới này nó giấu cái gì sao? À phía dưới này nó giấu đá đỏ hả? Ra là vậy. Nó giấu đá đỏ. Ôi mình bay lên không được vậy. Ở đây rồi, bay lên được rồi. Thử với khối này coi. Ui cái này là nó giấu mấy cái gạch kết thúc. Ôi, ở phía dưới nó còn giấu những cái rương su cơ nữa kìa. Wow. Cái này mình đào hết về chắc được. Được cái đống rương su cơ luôn á. Được luôn. Tự nhiên vô tình lượm được cái đống rương su cơ luôn. Quá xá đã. Rồi thử với cái cục này thì sao? Cục này là có gỗ hả? Ê, trong đây là chỗ cường hóa. Được vậy. À mà quên cánh cứng thì đâu cường hóa được. Cái này kiểu như mình muốn có bạn cường hóa thì mình có thể mang hết cái chỗ này về nhà làm chỗ cường hóa riêng cho mình ha. Được thật sự luôn. Tới chỗ bên đây. Hay đó chứ. Thì ra nó giấu khá là nhiều thứ trong đây luôn. Trong đây là chỗ farm Enderman ha. Ok luôn. Rồi như vậy thì sơ bộ qua bên thế giới kết thúc nó cũng chỉ có những thứ đó thôi à.
Đó là toàn bộ những gì mà mình có thể khám phá được ở bên đây rồi đó. Ê, trời trời trời, tự nhiên gất này. Thử thêm cái này nữa ha, trước khi chúng ta trở về nhà nè. À bên đây là bí ngô, ôi dưa hấu. Tự nhiên có dưa hấu bên đây mình thấy cũng không hợp lý lắm. Bên đây, à bên đây là quặng 7 màu nè. Trời ơi, phải gặp cái này sớm nữa thì mình đâu có cực khổ đập lúc kim lóc vậy đâu. Ok, giờ thì chắc quay trở về nhà thôi. Đi, về nhà. Xong phim, xong phim. Bây giờ đồ đạc mọi thứ đều đã rất là ok rồi. Giờ thì chắc mình sẽ kiểu như đập nốt mấy cái lúc kim lóc ở... Sao mới về đã có điểm rồi. Mình sẽ đập hết mấy cái lúc kim lóc ở đây coi coi nó sẽ có những gì đặc biệt khác hay không á. Không ra. Ồ, bắt đầu thấy đặc biệt rồi đó. Bay lên là thấy đặc biệt rồi đó. Nào, gớt xuống đi nào. Mẹn đất ơi, cao vậy? No, no, no. Ủa, nhưng mà hình như mình mặc cái set đồ này vô là mình té không mất máu luôn. Đã vậy. Được á. Để mình đập hết. Ồ, trời 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 trời, cát rơi, cát rơi. Sao nay đời luôn nè. Bánh kem luôn nè. Rồi luôn nè, đè rơi luôn. Ù là trời. Rơi thẳng mặt gì đó. Thứ gì chịu nổi. Châm bay. Cá nóc. Trời, sét đánh nữa. Bây giờ bắt đầu ra mấy cái lạ lạ từ trước tới giờ đó. Táo. Que. Kiếm. Nhung nham. Có boss không? Có ra boss không? Mình thử sức với boss đó. Ui, Reaper là một chặt đi luôn. Kiếm mình hơi bị chết. Sao tiếp cơ? Nửa nửa bay nữa. Mà hên lần này có cái hàng hàng gạo sắt nó dính mình lại. Không là bay tít lên trời tiếp à. Cá bạc. Ô, cái nón mình hư mất rồi. Oh my god. Không sao, chấp luôn. Chấp luôn cái nón. 2000 years later. Tuy là mình sống ở trên cái đảo Lucky Block 7 7 màu không được lâu á, nhưng mà mình cảm giác những cái món đồ này nó rất là xịn sò con bò ha. Tất cả là cũng có rất là nhiều thứ nó giấu đi ở trong những cái khói này nè, mà nếu như mình không chịu tìm tòi á là mình sẽ không biết được bên trong nó giấu gì. Nói chung thì cũng khá là hay ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong 2 ngày sinh sống trên đảo Lucky Block 7 màu. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.